đây nó câm này nghe, thấy rồi kìa, được rồi kìa, đó, để bài lên mọi người ơi. Đang chắc mình luôn, người tên là máy lại máy chuyển động được rồi, chuyển động rồi, chuyển động được rồi, nghe nghe được rồi, rồi nuôi lên được mọi người ơi, thấy cách tính mọi người, rồi cũng chốt mọi người, nó lên này, rồi đi mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới thật là tràn đầy niềm vui nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh chiếc máy cắt danh ma cắt lúa vụ thu đông nha mọi người. Thì đây chính là hình ảnh của chiếc máy cắt danh ma đang cắt trên một cánh đồng ruộng. Cánh đồng này thì khoảng theo mình biết là khoảng 10 công nha mọi người. Đấy thì bên đây là một chiếc nữa nè, bên đây là một chiếc danh ma nữa nè, đây chiếc nữa, là tổng cộng là có 3 chiếc nha mọi người. Thì cái này là đi theo đoàn máy nha mọi người, lên trên một cánh đồng thì có 3 chiếc máy cắt danh ma nha. Lên được mọi người, hay quá. Lên được nha mọi người. Lên được nha mọi người, không cần sự trợ giúp nha mọi người, tự lên luôn. Cố lên chú ơi. Hay quá chú ơi. Đấy mọi người thấy cái lúa vụ ba khổ không mọi người. Đất nó lún lầy quá trời luôn mọi người, đất ai cũng vậy chứ mọi người. Do ở đây là cái đường mương đó mọi người. Ôi rồi. Càng chạy càng lún mọi người ơi. Nữa. Rồi nhờ tới cái máy này kéo lên nữa, mọi người. Rồi bây giờ nhồi nhóng cái đít con này lên, chú này lên. Đó, bây giờ cần sự trợ giúp của máy này nữa. Thì chiếc này mới bị mắc lầy hồi nãy nữa nè. Trời, đất mọi người, mọi người thấy không? Khổ quá, trời khổ luôn. Rồi, máy kéo có làm được gì không mọi người? Để xem anh máy kéo có cứu vớt gì được cho đội này không nha mọi người. Đây, quá trời. Cùng lắm các bạn ơi. Máy kéo chắc lúa qua cho dễ đi nha mọi người, nó hơi nặng rồi, nó sình kìa. Nếu mà lúa sình quá trời luôn, ướt hết rồi. Vậy mọi người thấy không? Thực sự hồi nãy là mới lúng rồi mọi người, bây giờ là lúng tới thêm cái máy này nữa là 2 máy, rồi thêm cái máy kéo là 3 máy, 5 chỗ không kìa mọi người, chung chỗ rồi nữa. Nó đang đợi kìa mọi người ơi. Ngay đó, hồi đó cái đường mương đó chú, ngay đây nè, ngay đây là cái đường mương nè, cái đường mương nó lúng á.
mương đó mọi người, mấy chú không biết nhào xuống luôn mọi người ơi, nhào xuống đường mương cái dính dưới luôn đó, nhào lên đây luôn cái dính đây luôn rồi mọi người đó, quá nguy hiểm rồi, bây giờ không biết đường nào giải cứu luôn mọi người ơi. Bởi làm nghề máy cắt này cực khổ lắm nha mọi người. Trời, thua mọi người, đất vụ ba này, vụ này là vụ thu đông nha mọi người, mới mở đồng cắt là gì đó mọi người, sáng giờ thì trời mưa, bây giờ mới ra mở đồng thì gì đó, ba lúa luôn rồi, cán lúa luôn rồi mọi người. Phải, cái này phải chịu mọi người. Mọi người đây, máy nó lầy gì mọi người. Xuống để máy chạy nha mọi người. Lôi vậy mọi người. Đi lôi mọi người ơi. Lôi kìa. Lên nha mọi người. Lên nha mọi người ơi. Đó, quá trời cái lỗ này mọi người thấy, để lại cái lỗ không? Chửi, chửi quá trời, kéo mạnh lên, chửi gì đó, kéo mạnh lên, kéo gì thì nấp nhửa, nấp nhửa gì đó. Rồi xong rồi mọi người, trời ơi, nước nó vô, nước nó muốn vô hầm cắt. Trời, ông mưa là trời dữ mọi người, chú đúng không? Là trời quá trời. Rồi cũng chót mọi người, nó lên này. Rồi đi rồi mọi người ơi. Được rồi, được rồi. Để, nhưng mà càng lôi tới đâu là nó càng ấy mọi người ơi. Kiểu là lôi tới đâu là nó lôi sình theo luôn á, chứ nó không có lôi lên cái chỗ cứng đó mọi người. Mà nó lôi rồi, không nói. Đây thì chú này ông lấy kim cộng dây xích nữa nè mọi người, để chặt mượn cái máy kéo kéo thì mọi người, máy cắt cắt không nói, kéo không nói, thì giờ mình chỉ mượn xích của thêm máy kéo nữa nha mọi người. Lên này nha mọi người, đó nhờ sự kéo, một bên là máy kéo, một bên là máy cắt luôn mọi người ơi, nhờ sự hai máy lên được rồi nha mọi người. Nhưng mà máy cắt máy kéo không đồng thanh đồng thủ, kéo tầm bậy nghe mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Máy chú đó lắc đầu không rồi mọi người ơi, dòm không rồi kìa. Rồi kéo lên, lên lên lên, rồi không được rồi, đợi máy kéo, máy kéo u
Ui hay quá mọi người ơi. Đó mọi người thấy không? Rồi. Ô hoa dự cảnh của anh máy kéo. Rồi máy kéo hay quá mọi người ơi, lên rồi mọi người ơi. Đó, lên rồi mọi người ơi. Lên khối đen. Rồi đến đây mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người ơi. Không tài nào cứu nổi mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip mình nãy giờ nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Mình thấy lên thiệt rồi đó mọi người. Mình lên khối đen của con máy kéo.